bài 6, tìm 3 số, biết tổng 3 số. Thì ở đây 3 số mình không biết là gì nên mình sẽ nói là số hạng thứ nhất cộng số hạng thứ 2 cộng số hạng thứ 3 bằng 1978. Đây là nháp nha các bạn, nháp. Tiếp, số thứ nhất hơn tổng số thứ 2. Thì đây là tổng nè, thì mình thay thằng này bằng số hạng thứ 4 nha. Đó, số hạng thứ 4 chính là tổng số hạng thứ 2 cộng số hạng thứ 3. Thì số thứ nhất hơn tổng hai số, vậy là số thứ nhất nè trừ đi tổng hai số còn lại nè sẽ bằng 50 58. Vậy các bạn nhìn vào số thứ nhất và số thứ tư, số thứ tư thôi nha, đừng để số thứ hai. Số thứ nhất và số thứ tư, vậy đây là tổng nè, đây là hiệu nè. Vậy ta sẽ tìm giải nha các bạn, giải đó là. Vậy muốn tìm số hạng thứ nhất, các bạn nhớ công thức. Muốn tìm số hạng thứ nhất, ta lấy tổng nè, tổng đây, hiệu đây. Đó, tổng cộng hiệu tất cả chia 2. Muốn tìm số hạng thứ hai, ta lấy tổng trừ đi hiệu tất cả chia 2. Theo công thức, số hạng thứ hai này chính là số hạng thứ tư đó các bạn, được chưa ạ? Đó chính là tổng của số thứ hai và số thứ ba. Rồi, vậy mình ghi số thứ nhất là, số thứ nhất là lấy tổng 1978 trừ 58, xin lỗi cộng nha, chia 2. Rồi các bạn tính qua nháp giúp lợi. Đây, phép tính các bạn làm trong ngoặc rồi đỡ phép chia. Số thứ hai và ba là đó, bởi vì số thứ tư chính là tổng số thứ hai và số thứ ba. Số thứ hai và số thứ ba là lấy tổng trừ đi hiệu tất cả chia 2. Rồi, thì các bạn tính giúp lợi số thứ hai và số thứ ba tổng của nó bằng bao nhiêu. Làm phép trừ. Đây, lấy đây trừ đây, đó là 1920 chia 2 sẽ ra là 960. Được chưa? Rồi, tiếp tục, nếu bớt đi số thứ hai đi 36 thì được số thứ 3. Vậy từ đây cho ta thấy rằng số thứ 3, số hạng thứ 3 hơn số hạng thứ 2. Số hạng thứ 2 bớt đi là giảm đi thì mới bằng số thứ 3, vậy là số thứ 2 nha. Số thứ 2 nó hơn số thứ 2. Số thứ 2 hơn là lấy thằng lớn nè, số thứ 2 hơn số thứ 3 bằng 36 đơn vị. Vậy đây lại ra hiệu mà hồi nãy mình có tổng số thứ 2 cộng số thứ 3 bằng bao nhiêu ạ? 960. Vậy đây lại quay về dạng tổng hiệu. Vậy mình tiếp tục, ta tìm số thứ 2 là ta lấy tổng cộng hiệu, đó là 36 tất cả chia 2. Tiếp tục ta tìm số hạng thứ 3. Số hạng thứ 3 là tổng trừ đi hiệu tất cả chia 2. Rồi, kết quả số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lại nha các bạn. Rồi thôi,